Mày dắt tao ra đây chi? Vậy là ông không biết rồi. Chỗ này là danh lam thắng cảnh quê con á. Ở đây có một ngôi mộ của một giáo phái nổi tiếng thời cổ, hay còn gọi là phái cổ mộ. Nếu lại gần nhìn, ông sẽ thấy có hình của Dương Quá. Đâu? Thành kính phần thân, tiêu diêu cực nhọc. Cái này cái mặt tao mà mày! Bà mẹ, thằng nào lấy cái hình rồi còn tấm kiến không vậy? Tao thấy ghê rồi đó. Đưa tao lại mấy chỗ náo nhiệt đi mày. Dạ. Tao về á. Ông khó tính quá, cái gì cũng không chịu hết. Tết dưới quê mà chán thấy mẹ, còn dụ tao về đây. Ông chưa đi hết chứ bộ. Giờ muốn coi gì con dẫn đi. Tết thì ít ra cũng phải có mua lần. Ok. Con lần nhìn giống thiệt hả mày? Chắc giống. Giờ ông thích nói vậy đó rồi sao? Nhìn cái quần què gì tao đá mày giờ. Nãy tao nói thiệt đó thỏ, mày đưa tao về đi thỏ. Ủa mắc gì sợ nó, ông này ông không ôm con lại con xiên nó luôn rồi. Tao năn nỉ mày á, chắc tao đi chỗ nào bình thường thôi được không? Dạ được, đi coi đá gà ha. Ừ, hồi trẻ tao cũng thích đi đá. Vô đá đi ông. Thôi đừng coi nữa, tội nghiệp nó quá mày. Vậy thôi để dắt ông đi coi chợ trâu. Dắt tao về được không? Chào mừng các bạn tới với lễ hội chậu trâu năm nay với tiêu điểm tưởng là con trâu. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau. Trời chết mẹ nó. Dừng dưới quê mày có thù với nhau hả Thỏ? Dạ không, tại lễ giỡn vui vậy thôi chứ không có sao đâu. Ê mày sát hại đồng loại mày. Ủa tôi nguyên bò mà. Ờ vậy chọi đi. Hey. Ê tụi bay con trâu chết rồi, ra lấy con bò đỡ tiếp đi. Lấy được chọi tôi nha. Về được chưa mày? Ông không ở lại coi pháo bông hả? Thôi, tao sợ lắm. Coi đi, hứa với ông bảo đảm đẹp. Chuẩn bị cao đao đi ông. Thỏ, đưa tao về đi Thỏ, tao muốn ở đây nữa đâu, đưa tao về đi mà. Thôi nhìn ông con cũng hết vui rồi. Tao nhớ lúc đi tao với mày đi bằng xe, sao lúc về đi bằng tàu này vậy? Đường sáng mình đi giờ đã ngập vậy không? Rồi chừng nào tao